chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình lại quay trở lại với cái video là đào móng. Cụ thể hơn là đào một cái móng để xây dựng trường tiểu học các bạn ạ. Thì cái móng này là một cái móng để đào để xây dựng cái trường học. Nó cũng tương đương như với một cái móng nhà cấp 4 thôi, hoặc là cái móng nhà 3 đến 5 tầng. Thì trong màn này nhỏ các bạn, đây chính là một cái móng mà họ đã ép toàn bộ các cọc rồi bạn nhỉ. Đấy, họ ép hai hàng cọc này. Thì nhiệm vụ của mình là đào làm sao để cho là lộ hết các cái đường cọc ra, và đào làm sao để cho họ có thể là đổ bê tông, họ lót sàn được. Thì ở đây thì cái đất này thì họ không giữ lại, nên là mình phải xúc và chuyển lên ô tô. Đấy, thì hiện tại đây ô tô thì đã vào, và sáng giờ mình đã đều đào được một đoạn khá là dài như vậy rồi. Cái cọc này ở đây thì họ đã ép xong xuôi. Sau khi ép xong thì bây giờ mình phải đào theo là đường dọc này, đường ngang này, để cho nó lộ cái cọc ra. Sau khi để lộ cọc ra thì mình mới có thể là đào tiếp cái phần dưới được. Và khi đào lộ ra như vậy rồi thì để cho công nhân rồi thợ ở đây họ làm. Đấy, toàn bộ cái lượng đất này thì mình sẽ phải xúc chuyển đi. Đào cái móng đầu cọc này thì nó có dễ không? Thực ra đào móng đầu cọc này nó dễ thôi các bạn ạ, không có gì là khó. Móng đầu cọc của nhà dân ấy thì mới khó. Móng của nhà dân nó khó một cái là móng của nhà dân ấy thì mình cái đầu cọc nó rất là dày, nó không có thưa cọc như ở những cái cơ quan hoặc là cho cái trường học như này. Vì cái móng nó dày nên là mình lựa nó sẽ khó hơn so với là cái móng của cái phần trường học này. Thì cái móng này thì họ ép rất là thưa mới là mình dễ đào. Cái đoạn này ấy thì do là cái cọc đây các bạn có thể nhìn thấy cái phần này này, cái cọc này này là nó nối liền nhau nên là không thể là chừa cái đất lại được, nên bắt buộc là mình phải đào thông. Đấy, mà đào thông này khác gì đi đào một cái ao đâu, mà đào thông vậy rất là dễ làm. Có cái phần ở bên đây chè phải các bạn, trước mặt đây kìa. Đấy, cái phần bên đấy thì nó cách xa nhau nên là họ để cái phần giữ đất lại. Đấy, cái đoạn giữ đất đấy thì mình lại đào móng theo kiểu là đào trục. Đấy, đào móng trục, móng người ta gọi là móng trục, móng cóc đấy. Còn bên phần này thì là mình đào nó như một cái ao luôn, đào rộng như một cái ao luôn. Có mỗi đến cái đầu cọc thì mình lấy gầu nhỏ mình vét sạch thôi. Đấy, thì để đào được cái này ấy, rất là đơn giản thôi. Mình cứ đào cái bề ngoài trước các bạn ạ. Đây, ví dụ cái phần này là phần cọc rồi nhá. Đấy, phần này cọc này, cái gầu đấy. Thì mình đào cái phần ngoài trước. Đấy, cứ đào giáp với cái mép ngoài trước, cứ kệ cái phần đất ở bên trong. Thì coi như là cái đất ở phần bên trong không quan trọng. Đấy, đất thì xúc lên xe be thì mình đứng làm sao mình quay ngang, quay nửa 1/4 vòng vậy nhất là nhanh. Đổ thì các bạn có thể đổ từ đầu trước cũng được, hoặc là đổ từ đuôi trước cũng được, miễn sao là xúc cái xe nhìn nó đẹp và nó vuông vắn là được. Đấy, cái này thì đến đâu mình lấy cao độ luôn, đến đâu làm sạch và là gọn đến đấy luôn. Đấy, mình cứ đào làm sao mà cứ men men xung quanh cái phần cọc trước. Đấy, đứng máy không được thì mình lùi lại máy lại. Đấy, mình cứ ăn hết cái phần ở ngoài xung quanh cọc trước. Mình cứ ăn hết đi, nó hở cái chân ra, hở để lộ cái cọc ra là à mình biết cái cọc nó nằm ở đâu. Thì sau đó thì mình mới tiến hành là lắp gầu nhỏ mình đào ở giữa. Đây này, để giảm thiểu cái phần đất ở đây này, mình có thể cắm gầu vậy được mà. Đấy, cắm gầu bố sâu đúng vậy này, lừa lừa giật nó ra. Đấy, thì lát nữa dùng gầu nhỏ vào thì moi sơ sơ một tí là nó xong rồi. Đấy, đây, mình làm càng sạch sẽ bao nhiêu thì công nhân họ càng đỡ phải dọn dẹp bấy nhiêu, và mình đào càng đẹp bao nhiêu thì càng thể hiện được cái trình độ và tay nghề. Tất nhiên là tùy theo công trình họ có yêu cầu là làm đẹp hay không. Vì có công trình họ không cần phải san gạt, không cần phải bằng vặn và không cần phải đẹp lắm. Đấy, tùy từng công trình. Ở đây thì mình xúc là có hai con xe to này chạy, và thi thoảng có một số xe nhỏ nó vào nữa. Đấy, mình cứ đứng về mình xúc này. Xúc làm sao là cứ chuyển hết cái phần đất xung quanh ở cái cọc ấy đi. Sau đó mình sẽ mới tiến hành tiếp sang cái phần sửa đầu cọc đây. Vì cái mình có nói là cái mày của cơ quan này, móng trường học này, nên tất cả cái đầu cọc nó rất là to, rất là rộng này. Khoảng cách giữa hai cái hàng cọc nó rất là rộng, mình có thể cắm gầu to vào được đây này. Đấy, cắm gầu to mình lừa lừa
tức là cái thằng gầu bé ấy, sửa rất là dâu, nên là khi mình dùng cái gầu nhỏ này, gầu to này, mình đào, mình vét càng sạch bao nhiêu thì lát nữa gầu nhỏ làm càng nhàn bấy nhiêu. Đấy, thế là tại sao mà mình cứ dùng gầu nhựa đào này cho nó phẳng phiu sạch sẽ hết cái đất xung quanh đi, thì lát nữa sửa nó dễ dàng hơn. Đấy. Ô tô thì mình cứ chất đầy đi, chất thoải mái con gà mái luôn. Đây, mặt bằng thì mình lấy sau thôi, bây giờ mình chỉ đào đất để xúc ô tô thôi. Trong cái thời gian ô tô mà nó đi ấy, thì mình mới quay trở lại mình sửa móng và mình lấy mặt bằng sau. Bây giờ là ô tô nó đang đợi chờ thì mình không thể là bắt nó đợi được, mình xúc nhanh để cho nó chạy đi. Đây. Xúc lên con này. Thì cái móng này thì chắc mình phải làm mấy ngày đấy các bạn ạ. Tại vì mình đào đường ngang, đường dọc, rồi còn phải sửa vét đầu cọc, rồi cần bờ nập các kiểu. Đấy. Đấy, bên chỗ người đang ngồi đông đông đấy là cái trường tiểu học đây. Đây này, họ đang để mở rộng và xây thêm như là khu vui chơi, giải trí đa năng hay là nhà văn hóa đấy. Nó nằm trong cái khu trường học này.